Chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu dòng Amply đa kênh của Sony có model là STR-V555ES. Đây là dòng Amply đa kênh cao cấp của Sony, có thiết kế mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là sang trọng. Đây là hàng đấu mạng về nên hình thức rất là đẹp nha các bác. Nút volume và nút chức năng điều chế tạo bằng kim loại rất là sáng bóng. Đặc biệt dòng Amply này có khả năng đánh loa A cộng B, A và B riêng biệt. Có thiết kế cái màn hình gương rất là sang trọng. Thì phía dưới là cái nắp cốp, bên trong là gồm những chức năng chỉnh. Cái máy này, dòng này thì có tích hợp hệ thống giải mã DAC 24 bit. Một điểm đáng chú ý nữa tức là nó có cái hệ thống equalizer có khả năng chỉnh được 3 dải và cả cho lo phong và lo center surround. Đây là lo phong bass, là lo bass và tần số bass, tần số mic, loại mic và tần số chép, volume chép và tần số chép. Đặc biệt dòng này có thiết kế cao cấp nên tiếng chất âm chép và bass rất là sáng, rất là mạnh nha các bác. Đối với dòng này thì nó chế tạo cho cả phim và nhạc đều hay hết, chất âm rất là sập. Thì nội thất bên trong em đã mở sẵn đây. Có thiết kế một cái biến thế rất là to. Có model là Sony ES. Đây là dòng ES cao cấp của Sony. Hai tụ to lớn, hai miếng tản nhiệt hai bên, với cấu tạo là gồm 10 con sò than to. Bên đây là 6 con, và bên đây là 4 con nữa. Các bác thấy ruột gan rất là sạch sẽ, máy rất là đẹp. Các tụ giải mã tín hiệu dùng toàn là tụ cao cấp, tụ vàng hết. Một dãy tụ toàn là tụ cao cấp hết nha các bạn. Soi phía sau, tất cả các giắc cắm đều được mạ vàng. Đây là chỉ những dòng cao cấp nó mới thiết kế là như vậy ha. Công suất tiêu thụ điện là 350W, điện áp là 100V. Thì theo thông số của nhà sản xuất thì công suất ra mỗi kênh được 120W cho loa 6 ohm.
đánh ra 10 sò than lớn. Đặc biệt dòng Amly này cũng có chức năng là rời ao, vì vậy ta có thể làm một cái DAC rời với cổng vào là cổng phong, rear và subwoofer center. Ở đây dòng này sẽ ra được hai cái sub, rề sub. Đây, ở đây em đang đi cổng quang vào lò phong, ông ao left và right đây. Đối với dòng này nó sẽ có cái bộ nhớ equalizer, nó gồm có hệ thống là 5 bộ nhớ equalizer. Ta có thể tắt hoặc mở hoặc là chọn cái chỉnh chế độ nó phù hợp để theo người nghe. Đây, các bác khi ta nhấn volume thì cái nếm volume này nó sẽ xoay theo cái số mà ta chỉnh. Đây, volume nó xoay theo, nó điều khiển bằng cái động cơ điện, cái motor bên trong đó. Thì máy về nó không có remote zin theo máy, thì em đã làm sẵn một cái remote học điều khiển đầy đủ các chức năng như ngõ vào, điều khiển tương đối là tốt. Đây volume, đây ngắt tiếng, đây, khi ngắt tiếng thì cái đèn mutin nó sẽ sáng lên. Đây các chế độ âm thanh. Cũng đầy đủ các chức năng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đôi. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đôi thay. Giải mã âm thanh hai kênh thì nó được là 24 bit, còn đối với khi mà giải mã đa kênh thì nó sẽ được tích hợp cái hệ thống là 32 bit. Đây, cái hệ thống Digital Cinema Sound Reset 32 bit, thì sau đây em sẽ test cái hệ thống giải mã 32 bit. Khi mà giải mã đúng thì đây là cái đèn tín hiệu đa kênh, nó sẽ sáng lên màu xanh dương rất là đẹp. Thì cái điều kiện để mà sáng được cái đèn xanh dương này thì cái nguồn phát phim hoặc nhạc của chúng ta sẽ được hỗ trợ là định dạng là Dolby hoặc Digital hoặc là DTS. Đây, hai cái chữ này thì nó sẽ sáng lên cái định dạng này. Sẽ đổi cái nguồn nhạc đa kênh để test cho các bác. Thì có một vài bác sẽ thắc mắc là tại sao cái đèn này khi hát thông thường nó không có sáng đèn. Thì khi mà đúng cái nhạc giải mã đa kênh hoặc là phim giải mã đa kênh thì nó mới sáng lên. Đây, chọn đúng chế độ giải mã đa kênh thì các bác sẽ thấy là nó sẽ sáng đèn lên rất là đẹp. Thank you.
vài cái tính năng của dòng Sony V555RS. Các bác nào muốn sở hữu cái dòng amply này, xin vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.